xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái sàn giao dịch OTC có tên là Paxful thì như các bạn đều biết là nếu như các bạn là những cái người mà mới tham gia thị trường cryptocurrency và các bạn mới đến mới biết đến bitcoin và các bạn muốn tham gia cái việc trade bitcoin thì các bạn sẽ có cùng một thắc mắc đó chính là mua bitcoin ở đâu và mua bitcoin như thế nào đúng không ạ hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những cái sàn giao dịch khác nhau cùng với đó là có những cái sàn giao dịch không uy tín và chúng ta phải biết được những cái thông tin và biết được cái cách làm sao để lựa chọn được những cái sàn giao dịch uy tín là cái điều mà hết sức là cần thiết ở trên thị trường hiện tại có uh, những cái sàn giao dịch đã uh, có thâm niên lâu năm ví dụ như sàn uh, Remitano, thì uh, bên cạnh những cái sàn như là sàn Remitano thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, chọn lựa chọn giao dịch những cái sàn giao dịch khác mà ở trong cái video ngày hôm nay uh, cái giao dịch mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn có tên là Paxful thì đây cũng là một cái sàn giao dịch mà các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mua bán Bitcoin với rất là nhiều những cái hình thức khác nhau và có rất là nhiều tiện ích khác nhau thì hy vọng là cái video này sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích Ở đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về Paxful thì Paxful là một cái chợ giao dịch P2P nơi các bạn có thể mua hoặc là bán Bitcoin với những người có cùng nhu cầu và về cơ bản thì cái cơ chế hoạt động của Paxful khá là tương đồng với những cái sản giao dịch đang hoạt động hiện tại như là Remitano. Một trong những cái điểm nổi bật của Paxful so với những cái sản giao dịch khác mà mình thấy đó là việc Paxful hiện tại có hơn 360 hình thức thanh toán khác nhau. Ví dụ như là dùng Amazon Gift Cards, PayPal, Western Union và cả chuyển khoản ngân hàng. Điều này thì sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau để mà thực hiện cái giao dịch mua và bán. Hiện tại thì những cái sàn giao dịch truyền thống như Remitano thì các bạn không có quá nhiều lựa chọn trong cái việc uh, lựa chọn những cái phương thức thanh toán. Thì đây cũng là một cái điểm cộng của cái sàn giao dịch Paxful. Và đặc biệt Paxful cho phép các bạn mua bán Bitcoin bằng 126 đồng tiền pháp định khác nhau, trong đó có cả Việt Nam đồng. Và điều này thì giúp cho các trader Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đều có thể sử dụng sàn này để mà mua bán giao dịch Bitcoin một cách rất là dễ dàng. Ở ngoài ra có một điều mà các bạn cần phải lưu ý, giống như Remitano và một số những sàn khác thì Paxful không trực tiếp mua và bán Bitcoin của người dùng mà họ chỉ đóng vai trò trung gian uh, như một uh, trọng tài kiểm định các giao dịch và sẽ giải quyết nếu như có sự tranh chấp xảy ra. Điều đó có nghĩa là các bạn hoàn toàn uh, có thể kiểm soát được tiền của mình mà không bị lo uh, về cái vấn đề sàn giao dịch uh, cầm tiền của các bạn và scam. Hiện tại thì uh, Paxful đang có khoảng 3,5 triệu người dùng trên toàn cầu với hơn 3,6 triệu lượt truy cập hàng tháng và con số này hoàn toàn có thể tăng hơn trong thời gian tới khi mà cái sản dịch này họ còn đẩy uh, những cái marketing rất là mạnh trong thời gian tới và vừa vừa rồi là một số những cái thông tin sơ lược nhất liên quan đến sàn giao dịch Paxful. Uh, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách mở tài khoản cũng như là giao dịch uh, Bitcoin ở trên cái sàn này. Uh, đầu tiên để tạo tài khoản thì các bạn hãy truy cập vào cái địa chỉ trang web là Paxful.com và các bạn có thể chuyển ngôn ngữ thành tiếng Việt cho tiện sử dụng. Sau đó là các bạn nhấn vào cái nút tạo tài khoản, đúng không? nhập địa chỉ email và password. Ở phần này thì có một số lưu ý là sau khi tạo tài khoản thì email sẽ chỉ có thể được thay đổi trong vòng 7 ngày đầu tiên và chỉ trong trường hợp là xảy ra lỗi chính tả. Và sau khi hoàn thành việc đăng ký, các bạn truy cập email và nhấn vào confirm email để kích hoạt tài khoản là xong. Và nếu như không thấy email trong hộp thư đến thì các bạn có thể tìm trong spam email hoặc là quay lại tài khoản và resend email lại một lần nữa. Sau khi đã lập được tài khoản thì các bạn cần tiến hành các bước xác minh ID, KYC theo yêu cầu của sàn. À, điều này nếu như các bạn thường xuyên giao dịch với các sàn giao dịch khác thì sẽ không còn lạ gì. Các bạn lưu ý là phải hoàn toàn, à, phải hoàn tất những cái thủ tục này thì các bạn mới có thể giao, à, tiến hành giao dịch mua bán bitcoin ở trên sàn giao dịch này được. Các bạn cần à, chụp hình mặt trước, mặt sau của căn công dân, hộ chiếu hoặc là bằng lái xe để mà xác minh tài khoản. Quá trình này có thể kéo dài vài ngày để mà Paxful xác thực sau khi thành công thì các bạn có thể tiến hành giao dịch. À, bây giờ thì khi đã có tài khoản thì các bạn có thể dễ dàng mua bán Bitcoin trên sàn. Và trong video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách mua Bitcoin trên sàn. Còn việc bán thì các bạn cũng tuân theo những cái bước quy trình như vậy. À, để mua Bitcoin thì đầu tiên các bạn hãy nhấn vào nút mua Bitcoin ở phía trên bên cạnh logo của Paxful. Sau đó thì các bạn nhấp vào mục hiển thị tất cả để lựa chọn những cái phương thức thanh toán. Các bạn có thể thấy là sàn cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái phương thức khác nhau để lựa chọn chuyển khoản ngân hàng, các loại ví trực tuyến hoặc là ghi nợ và đề xuất luôn cả các phương thức phổ biến tại Việt Nam cho các bạn tiện lựa chọn. Sau đó các bạn nhập số tiền các bạn muốn mua, các bạn gõ số tiền, chọn mệnh giá tiền tệ, hệ thống sẽ tính toán số tiền quy đổi sang Bitcoin. Các bạn nhấn nút để tìm đề nghị, hệ thống sẽ tìm ra các đề nghị hợp phù hợp với cái mong muốn của bạn. Sau khi các bạn sẽ thấy một list rất là nhiều những cái đề nghị bán với những cái mức giá khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn người mua mà các bạn cảm thấy là có mức giá bán hợp lý. À, ngoài ra trước khi mua thì các bạn có thể click vào người bán để xem thông tin về người bán, hồ sơ của họ để đảm bảo họ có phải là một người uy tín hay không. Và bạn cũng có thể đọc các nhận xét được viết bởi các đối tác giao dịch trước của họ. Những cái thông tin này là rất là hữu dụng để các bạn xác minh xem à, đây có phải là một uh, người bán hoặc là mua Bitcoin an toàn hay không, tránh cái việc các bạn gặp những cái kẻ lừa đảo. Và sau khi lựa chọn người bán thì các bạn bấm nhấn vào nút mua hệ thống sẽ hiện ra các bảng thông báo nhắc các bạn rất là nhiều khuyến cáo cũng như các điều khoản yêu cầu riêng của người bán. Các bạn nên đọc kỹ các thông tin này trước khi nhấn vào nút tiếp tục. Và sau đó màn hình sẽ hiển thị một cái giao dịch cung cấp thông tin của người bán và các bạn cần chuyển khoản cho người bán trước. Sau đó thì nhấn vào nút đã thanh toán để xác nhận lại Như thế là mọi thủ tục đã xong và Bitcoin đã chuyển đến ví của bạn và sau đó thì các bạn có thể dùng bitcoin số bitcoin này để trade trên các sàn giao dịch về mức phí trên sàn thì để mua bitcoin thì các bạn sẽ không phải trả phí còn để bán bitcoin thì tùy theo cái loại hình thanh toán mà bạn lựa chọn thì bạn sẽ bị tính các khoản phí khác nhau dao động từ 0,5% cho đến 1%. Cá biệt có gift card sẽ bị tính phí tới 2 đến 5%. Còn để chuyển Bitcoin sang tài khoản khác thì bạn sẽ bị thu phí là 0.0005 BTC cho mỗi giao dịch với địa chỉ ở bên ngoài. Trong khi đó nếu trong chuyển trong sàn thì các bạn sẽ được free 5 lần đầu tiên. À, từ lần thứ 6 sẽ bị tính là phí là 1 đô hoặc là 1% số tiền chuyển khoản. À, ngoài ra thì sàn Paxful có à, cũng cho các bạn đăng ký làm các đại lý và sử dụng những cái link rep để các bạn có thể kiếm thêm thu nhập. À, với chính sách của sàn thì bạn có thể nhận được 50% phí từ mỗi giao dịch được thực hiện bởi một người mà bạn giới thiệu. Giao dịch ở, ở tầng 2 thì sẽ cho giúp cho bạn à, nhận được 10% phí. À, và các bạn nên nhớ rằng sàn này không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà còn rất trên rất là nhiều à, những cái quốc gia khác. Vậy nên à, các bạn cũng có thể tận dụng cái chính sách này của à, sàn giao dịch Paxful để mà có thể kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thụ động. À, vừa rồi là những cái thông tin liên quan đến sàn là Paxful và theo à, cá nhân của mình thì đây cũng là một cái sàn à, OTC khá là nhiều tiện ích khác nhau cũng như là những hỗ trợ những cái phương thức thanh toán à, rất là khác nhau để chúng ta có thể à, sử dụng. Ngoài ra thì giao diện của sàn tương đối là đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng và đối với mình thì sau một hai lần là mình cũng đã quen với cái việc sử dụng cái sàn như thế này và ngoài ra thì nó có hỗ trợ tiếng Việt khiến cho cái việc mà uh, sử dụng sàn sẽ dễ dàng hơn cho các uh, trader ở Việt Nam. Ngoài ra trong thời gian tới thì sàn cũng đang có một cái sự kiện tặng thưởng uh, khá là lớn kết hợp cùng với cả sàn giao dịch OKX và cái sự kiện này có cái mức thưởng lên tới là 12.000 USDT. Uh, sự kiện đầu tiên là cái việc là cái sự kiện là đăng ký tài khoản và mua một lượng Bitcoin nhất định nếu như các bạn đăng ký tài khoản qua link rep thì sẽ được giảm 10% phí giao dịch trong khoảng thời gian là 2 năm. Sau khi có cái tài khoản thì các bạn có thể mua ít nhất là 100 đô Bitcoin để nhận phần thưởng là 5 đô Bitcoin và một thẻ giảm phí giao dịch có trị giá là 10 đô. Ngoài ra thì với các giao dịch lớn hơn hoặc là bằng 500 đô thì các bạn có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới tổng trị giá là 10.000 USDT. Và cái sự kiện thứ hai đó là các bạn tạo ra một cái video up lên, upload, upload ở những cái nền tảng ví dụ như là YouTube Facebook hoặc là TikTok với cái mục đích là quảng bá cho sàn Paxful thì các bạn cũng có thể nhận được cái phần thưởng và tổng phần thưởng của cái sự kiện này là 2000 USDT và những cái thông tin chi tiết về hai cái sự kiện này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video các bạn có thể truy cập vào để các bạn có thể tìm hiểu thêm nếu như các bạn cảm thấy hứng thú. Ok đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái sàn giao dịch OTC có tên là Paxful thì hy vọng là video sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích và nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy nhiều like, share và comment để bên dưới cho mình biết trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục có những cái video khác để gửi tới mọi người à, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại mọi người các video sau xin chào.